Thêm một set đấu nữa, mình sẽ phải đến với trận thi đấu bản lề. Khi mà tỷ số đã là 1-1, kèo đấu đang khá là cân. Min Hoan, Pan Min Sam Baby bên mình, Perfo Pan Greg ở quân bên phía đối phương. Hòa Mai Nhi cầm Per. Kinh Công là người được cầm Pan. Xuân Thứ cầm Phô. Và Tí cầm Greg. Chào các mình, Chip Boy được cầm Pan rồi. U98 cầm Min Hoan. Văn Hưởng được cầm Summer và Mạnh Hào cầm Baby. Baby Su Min Pan, đối bạn là Per Pan Phô Greg. Thế 3 chém 1 cùng. Min Hoan đến từ U98 bắt đầu cánh. Vâng, Văn Hưởng là người cầm Summerian ở trong cánh. Quả xấu. Đây là màn hình máy Pan trong tay cầu thủ Logiboy đầu cánh bên kia. Mạnh Hào cầm Baby. Hai cung trong cánh ôm nhau. Đã có quả phụ luôn đến từ Mạnh Hào rồi. Rồi bạn thế 3 chém 1 cung và chắc chắn sẽ có một nhà dâng lờ vào trong để chơi hai nhà đánh cung bên mình. Với cơ cầu sớm đi. Né sư tử, chúng ta sẽ đến với màn hình máy Pan trong tay cầu thủ Logiboy. Vâng, Pan Min đầu cánh, Baby Sam trong cánh. Đội bạn có Phô trong tay Xuân Thứ. Trận thiếu bản lề ở trận đấu thứ hai. Trong trận 1 trận bản lề chúng ta để thua. Có quả phụ đến từ Chip Boy. Ôi ơi, không đóng được G à? À đóng được, đóng được. Ôi, 3 cây ạ. Núp đầu hết rồi. Quả phụ hơi xấu như Chip Boy. Chưa thấy hiệu voi gì để có thể đưa về dành cho bài Pan này cả. Hiệu đầu chắc ở đây rồi. Ô cũng không có luôn ạ. Dị thật. Đấy rồi. Đôi voi. Nhưng nó sẽ về hơi muộn đấy. Tầm dân 16. Voi ngoan thế. Ăn một hit. Tìm được bãi quả phụ nữa thì mát máy luôn. Hết đầu đi em ơi. Cửa gỗ rồi. Đây là bên đầu của Chip Boy. Đánh bớt dân quả để câu voi thứ hai về. Ba mi ở đầu cánh. Em đã cố gắng đi tìm thêm bãi quả phụ nữa. Thêm một cái gì đó để có thể ăn. Cái bãi quả phụ kia chỉ có 3 cây thôi. Nhìn rất là gầm đời. Thêm 7 hiệu nữa để cho game thủ Hero Chip Boy. Cắt dân quả chính để ăn quả phụ. Như vậy là đủ 5 cây quả trong này. Đây là BG của Chip Boy. Và như vậy U98 báo về gần phô bên phía đối phương. Sẽ có nhà nào đó dâng lờ lên để chém cho Phonician. Bảy bốn x dành cho Chip Boy. Lùa bầy hiêu về bãi vàng. Kinh nhờ. Nhiều thao tác đấy. Ôi thêm bầy hiêu nữa luôn. Ok. Ba con hiêu ở đây. Vâng, thành bài siêu khỏe ở đấy. Mấy con hiêu này đang khá bướng. BB dần đi Chip Boy. Vâng, kéo thêm dân lên đây để khai thác bảy hiệu này. Hai bảy hiệu chập vào. Đây sẽ là BM. Không kích chín được. Ôi giời, sư tử nó cắn kìa. Vâng, hưởng bảo vệ nhà xấu vào đây BL thì Chip Boy.
kích trọng đầu 10. Ô chết dần bịp. Anh bảo chú ý sư tử vào cho hai dân phi đi. Sóc giò đi. Tách bớt dần ăn hiệu ăn vàng đi. Vâng, tập trung thi đấu nào. Anh em đang thi đấu hơi ngáo ngơ. Công giáp cho ngựa giò đi, chip boy. Đẩy đi luôn. Rồi con dân này định không vào à? Công giáp đầy đủ. 4 dân ăn vàng. Ai sẽ là người đầu cánh của anh thủ Elo chip boy trong trận này đây? Thôi không sao. Chết một dân như bài này vẫn khỏe. Màu 7 nhá. Và như vậy đó chính là game thủ King Kong. Và màu 5 chọc vào nhà U98, màu 7 King Kong cầm pan. Hai pan đối đầu với nhau. Xây nhà BL thứ hai nhanh lên. Vâng. Pan dường như cũng đang đóng L2. Vâng, lên đời sớm hơn chip boy. Hai L vắt đều. Bánh xe. Vâng, ăn được khá nhiều dân đấy từ người cầm pan rồi đấy. Vậy một cái em mặt bên kia đi em. Hay là đã có bãi gỗ bị chơi vào kìa. À, không phải. Tham lai đang là 20/24. Ăn nốt mấy con hiệu lẻ bên ngoài. Rồi bạn đưa lạc đà về thủ ở đây. Hay ở bài pan này khung nhà khó chịu nha. Vâng, thông tin báo về màu 8 của game thủ tí đánh y thủ ạ. Có bài pan này không ăn vàng à. Vâng, bắt đầu bỏ qua nhà bộ 7 đến từ game thủ Elo Chipboy vào trong cánh đánh rồi. Đây là máy máy game thủ 98 cánh bên kia. Đây. Vâng, ông này không ăn được vàng chắc là có bánh xe rồi đấy. À chưa, bánh xe đến từ King Kong à. Hợp lý. Vâng. Giờ này hợp lý. 3 lạc đà đấu 4 lạc đà. Vâng, như nào? Pan nào đông? Giật cả mình tưởng pan đông. Như vậy là pơ đông chứ không phải là pan đông. Và bây giờ chip boy bài pan chuyển về thế chém thủ và sẽ ra ruộng. Đây là màn hình máy của game thủ U98. Timeline của em là 27/52, xin lỗi, đây là Văn Hưởng. Vâng, đang bị pơ đi vào là rất rát. Chạy đi đen đi, chạy đi. Vâng, xin lỗi, đây là chip boy báo về là chặn được pơ rồi. Tốt, chém được bãi vàng người cầm pơ game thủ Hoàng Mai Nhi. Cánh bên này thì chip boy đang cân đôi. Cánh bên này chip boy đang cân đôi và đây là bãi gỗ. Vào luôn. Rồi, đi luôn cả bãi gỗ lên người cầm pơ. Chú ý chém kỹ vào em ơi. Vâng, pan bây giờ bắt đầu đẩy lạc đà sang đây nhưng mà làm gì có tuổi. Vào hết đây, như nào? Rồi, pơ cái này cũng dẹo rồi. Còn bãi ăn hoàng giữa bản đồ nữa chip boy ơi. Còn đúng bãi ăn hoàng giữa bản đồ nữa thôi. Bò nốt bãi vàng vào về nhà vẽ thêm hai cái ruộng nữa là ok. Vâng, có Mạnh Hào đứng đây kê rồi, cứ thoải mái đi em. Vâng, bài pơ vẫn đang đánh Văn Hưởng nhá. Văn Hưởng cố gắng thủ và dền dứ đi. Tạm lại chip boy 3 xịt. Con vàng bơm với vàng cho anh Hào lên giáp 4 đi. Tạm lại chip boy 30 cơ. 98 tham lại là 28/48. Vẫn còn tham để thi đấu trận thi đấu này. Phô bên kia như nào rồi? Đây nhà phô đây. Cũng rồi đâu hết nhỉ. Vâng, cũng rồi đứng đây thôi té. Vâng. Màn đi máy của anh thủ Mạnh Hào 450. Vâng, lên giáp 4 rồi. Úi dồi ôi, bài pơ đông nhá. Chém 4 rồi đấy. Vâng, Mạnh Hào giáp 4 rồi, phải kéo dân ra đi. Kìa chip boy bãi vàng kìa, chip boy về thủ cho anh Hào này. Nó đông quá. Nó rất đông là đằng khác. Vâng, chip boy vừa bị chém vào bãi vàng một tơn. Vâng, đang phải sửa, đôi bạn chém 4 rồi. Anh Hào chú ý ra bắn cùng chip boy kìa. Vâng, đang đuổi mà cảm giác chip boy chém vẫn còn thấy đông thế. Đây, dân màu 7 kìa. Chặn lại màu 7 một tơn đi. Nâng cấp đảo vàng đến từ chip boy. Màu 7 tơn này thì dẹo luôn rồi. Cứ đứng lạc đà trước cửa nhà Mạnh Hào thôi. Trước cửa nhà BA ấy. Đây là Mạnh Hào. Timeline là 56/96. Cái bài pa upper của game thủ
Và Magi phải nói là vâng cực kỳ mắc bêu, và Hưởng phải đỡ lại nhanh lên em, không ai đánh rồi. Chơi luôn. Bám đi. Chim boy bám đi. Đây rồi, đang bắn đây rồi. Bám đi, bám đi, bám đi. Ơ vừa bị chim boy quản một tơn rồi còn gì. Bắn con giò đó đi kìa. Tạm lại 62/100 để cho Mạnh Hào. Hưởng cố gắng đỡ ra đi em. Văn Hưởng tham lai 18 thôi. Ui rồi. Vâng, yếu quá. Vâng, đây là 98, tham lai là 29/44. Nâng cấp chặt gỗ. Vâng, đây rồi, Pơ lại ăn vàng ở giữa bản đồ, đã bị chém nốt rồi nhá. Vâng, Mạnh Hà báo về màu 6 ốp sang đây luôn. Đó chính là phô. Màu 8 y thủ. Công đi công phù hay làm gì người ta đi. Vâng, U98 đang đi dâng Nga. Vâng, chị boy đã muốn bắt màu 6. Nhìn máy Mạnh Hào đi. Ở sau đây em ơi, kìa. Vòng ra sau đi, vòng ra sau đi. Anh Hào phải đưa quân về trong nhà đứng vào. Vâng, em vậy túi bụi đến từ game thủ Mạnh Hào. Cả màu 5, màu 6 đây, đi vòng ra đi, đen đen ra. Đưa cung đồ về bên trong nào. Ờ, à, có đồ bơm cho U98 đi. Đen đen ra và lao ra đi anh Hào. Chơi đi. Chơi đi, chơi đi, chơi đi. Lạp đà chim bò được quá đông. Trận mà pan chim bò đang rất hiệu quả khi mà giết luôn cho bầu bầy. Vâng, như vậy gờ đếch đến 4 xong deep. Hai một trong trận đấu thứ hai dành cho team Liên Quân.